Em Dương xin kính chào quý khách hàng và kính chào quý nhà đầu tư. Lời đầu tiên, em Dương xin kính chúc quý khách hàng và nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Hiện tại em đang đứng ở cung đường Hải Âu 03 của dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Và phía sau lưng em đây là những căn biệt thự song lập nhưng mà được phép kinh doanh tại dự án. Hôm nay đầu tháng 3 thì em cũng có rất là nhiều những thông tin tích cực muốn gửi tới quý khách hàng, quý nhà đầu tư để tham gia mua bất động sản tại dự án. Thứ nhất là hai huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm sẽ được đề xuất tháng 7 năm 2023 tới đây sẽ được lên quận. Thứ hai đó là gì? Những cái zoom tín dụng sẽ được gia tăng và lãi suất ngân hàng ở các ngân hàng sẽ đồng loạt giảm. Thứ ba nữa là giá của bất động sản so với thời điểm cách đây hơn một năm thì đã giảm tương đối sâu. Giá bất động sản ở đây đang giảm từ 30 đến 35%. Có những căn cần bán thì chủ nhà còn giảm tới 40%. Và hôm nay em Dương cũng rất là mong muốn được giới thiệu cho các bác một căn biệt thự song lập nhưng mà được phép kinh doanh có một mức giá rất là tốt tại dự án. Và em nghĩ căn này cũng là một trong những căn mà các bác khách hàng mua để ở hay mua để đầu tư cũng nên cân nhắc để trước khi ra quyết định mua nhà. Đây là căn show house biệt thự song lập em đang muốn giới thiệu cho các bác ạ. Tại sao gọi là biệt thự song lập thì các bác biết rồi ạ. Hai căn chung tường, chung cột cạnh nhau thì gọi là biệt thự song lập. Và căn này của chúng ta có diện tích đất là 150 mét, xây dựng 3 tầng một tum, mặt tiền 8 mét 3. Hướng nhà Đông Nam và thiết kế theo phong cách Đông Dương. Chủ đầu tư bàn giao cho chủ nhà theo phong cách hoàn thiện cơ bản là các bác đã nhìn thấy đúng không ạ? Có phào chỉ, có hệ thống cửa, các tầng. Còn căn bên cạnh này của chúng ta đây là hoàn bàn giao theo phong cách tối thiểu. Các bác có thể thấy là căn đó không có phào chỉ, không có hệ thống cửa, các tầng. Phía bên tay trái của em đây, chúng ta chỉ cần đi ra tầm độ khoảng 50 mét thôi. Cái khu Quây Tôn đó, đó là khu để xây bệnh viện quốc tế Vimec tiêu chuẩn 5 sao. Và tay phải của em đây sẽ ra với biển hồ nước mặn 6,1 hecta, trung tâm thương mại Vincom. Và căn này của chúng ta sẽ rất là gần với nhà để xe. Tiếp theo nữa, đối diện với ngôi nhà của chúng ta mà em đang muốn giới thiệu cho các bác, đó là khu shop thương mại dịch vụ theo phong cách Nhật. Chúng ta chỉ đi ra một chút ở đây thôi là chúng ta sẽ đi ra với vườn lướng BBQ rất là rộng và chúng ta sẽ đi ra vườn Nhật rất là đẹp. Và khi những cái căn shop thương mại dịch vụ Hải Âu 09 này đi vào vận hành thì sẽ tạo ra một con phố Hải Âu 03 rất là tấp nập. Những cái căn này hiện tại đang có mức giá giao dịch trên thị trường tầm từ 10 đến 12 tỷ tùy diện tích và tùy vị trí. Nhưng với cái căn này của chúng ta như hiện tại chủ nhà đang để một cái mức giá rất là tốt các bác ạ, chỉ hơn những cái căn biệt thự, chỉ hơn những căn shop thương mại dịch vụ Hải Âu 09 phía sau lưng em vài tỷ thôi ạ, là chúng ta đã sở hữu được một căn biệt thự song lập nhưng được phép kinh doanh. Và quan trọng là căn này sẽ được là sổ đỏ vĩnh viễn các bác ạ. Thì em Dương xin mời các bác vào tham quan ngôi nhà. Đây là thiết kế sân vườn phía trước các bác ạ. Thì chúng ta có thể là kinh doanh dưới tầng 1. Chúng ta sẽ để bàn ghế và bàn ăn ở đây để chúng ta kinh doanh. Căn này có 3 mặt thoáng các bác ạ. Sẽ có mặt trước, mặt sau và bên hông. Còn bên trong ngôi nhà thì các bác có thể là quan sát thấy lền vẫn là lền cát đúng không ạ, tường đã được sơn bạc và cầu thang chưa có, chúng ta chỉ có một cái hố chờ đi lên các tầng có kích thước là 1 m x 1 m thôi. Thì ở đây khi mà gia chủ mới về đây hoàn thiện sẽ theo thiết kế của chủ nhà là chúng ta sẽ thiết kế bên trong, còn mặt ngoài thì chúng ta sẽ không được thay đổi về mặt hiện trạng và mặt kết cấu, còn bên trong thì chúng ta sẽ được thay đổi. Em mời các bác đi ra phía sau của ngôi nhà.
Phía sau của ngôi nhà có một cái rất là đặc biệt so với những căn khác. Đó là gì? Chúng ta có một cái khoảng sân vườn rất là rộng. Và em Dương cũng đã vào rất là nhiều căn ở Hải Âu 03 đã hoàn thiện và đang về ở và kinh doanh. Thì rất là nhiều căn làm cái hồ cá koi ở đây. Và em nhìn thấy thì rất là đẹp. Hoặc là làm cái bể bơi ở ngoài trời cũng rất là đẹp. Còn nếu mà những căn của Hải Âu 03 với mục đích là kinh doanh thì các bác chủ nhà làm cái khu vực này là cái khu vực bếp để đun nấu rất là thuận tiện trong cái quá trình kinh doanh các bác ạ. Và em cũng chia sẻ với các bác căn này hiện tại chủ nhà đang để một cái mức giá tương đối là tốt, giá 19 tỷ có thương lượng và có bao phí sang tên cho quý khách hàng. Đó là một cái mức giá mà em Dương nghĩ tại thời điểm bây giờ đó là một mức giá rất là tốt. Nếu mà thời điểm cách đây rơi vào một năm, hơn một năm thì chúng ta với cái số tiền bỏ ra là 19 tỷ thì chúng ta chỉ sở hữu được những căn liền kề tại dự án thôi. Còn để mà những căn biệt thự song lập shophouse 2003 cái thời kỳ đỉnh điểm nó đã sẽ phải rơi vào từ 27 đến 29 tỷ thì các bác mới sở hữu được. Và em Dương sẽ quay lại để cho các bác ngắm nhìn lại siêu phẩm của chúng ta một lần nữa. Em Dương chuyên làm mua bán cho thuê chuyển nhượng rất là chuyên sâu tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Các bác nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video cho em để video của em được lan tỏa tới nhiều quý khách hàng và có ích cho tất cả mọi người. Em Dương rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng và các bác nhớ đăng ký kênh của em để xem được nhiều những video hữu ích. Em Dương xin chào và hẹn gặp lại.